Xin chào các bạn. Xiaomi là ông lớn công nghệ vừa mới lên sàn chứng khoán, mà hay thuật ngữ là IPO, cách đây khoảng 15 ngày. Trước khi lên sàn thì chúng ta kỳ vọng, Xiaomi và các nhà đầu tư kỳ vọng về việc định giá công ty này lên tới khoảng 100 tỷ đô la. Và số tiền hãng đạt được trong vượt gọi vốn này sẽ là khoảng 10 tỷ. Nhưng mà thực tế con số còn không đạt được một nửa như vậy. Xiaomi chỉ được định giá 56 tỷ đô và số tiền đầu tư hãng nhận được trong đợt IPO này chỉ là 4,6 tỷ đô, không được một nửa dự định. Và thị trường gọi đó là đợt IPO thảm họa của Xiaomi. Cụ thể về cái đợt lên sàn này cùng với đó là toàn thể diễn biến ra sao sẽ được mình tổng hợp lại trong video ngày hôm nay. Cách đây nửa năm thì Xiaomi đã bắt đầu rục rịch cho việc lên sàn của mình. Công ty 8 năm tuổi và là hãng điện thoại lớn thứ 5 trên thế giới đã bắt đầu rục rịch cho ra mắt và liên lạc với các nhà đầu tư. Có nhiều thông tin chúng ta nhận được là Xiaomi có thể sẽ lên sàn New York hoặc là sàn Thượng Hải. Nhưng mà cuối cùng thì sàn chứng khoán Hồng Kông mới là nơi được Xiaomi chọn để mà IPO. Trước sự phát triển nhanh chóng chỉ từ con số 0 8 năm trước và hiện tại trở thành nhà sản xuất smartphone có sản lượng đứng thứ 5 trên thế giới. Năm tài chính 2017 vừa rồi, Xiaomi đạt mức lợi nhuận kỷ lục và mức tăng trưởng kỷ lục tới 67%. Đó là con số vô cùng lớn của một công ty công nghệ ngay thời điểm hiện tại. Đợt IPO của Xiaomi được kỳ vọng là IPO khủng long lớn nhất năm 2018. Càng về sát ngày Xiaomi lên sàn thì càng gặp nhiều vấn đề. Đầu tiên là con số 67% tăng trưởng của Xiaomi trong năm 2017. Điều này thể hiện là hãng tăng trưởng rất nhanh đúng không? Không hề. Năm 2017, thành công rực rỡ của Xiaomi là nhờ một năm 2016 và 2015 làm ăn bê bát của hãng. Thực ra sau chiếc Xiaomi Mi 4 thì Mi 5 và những thế hệ tiếp theo là những sản phẩm không thành công của Xiaomi. Và trước con số kỳ vọng là 100 triệu máy bán ra trong năm 2016 thì đáng tiếc số nhận được chỉ là 50 triệu máy. Và 2016 là một năm vô cùng thất bại của Xiaomi. Gần như hãng này đã bị đánh bật ra khỏi top 10 của những hãng điện thoại lớn nhất Trung Quốc. Nhưng rồi may mắn nhờ thay đổi kế hoạch kịp thời nên là Xiaomi đã quay trở lại top 5 trong năm 2017. Và nhờ một năm không thành công, tức là tính theo quy luật phần trăm thì năm 2017 nhờ tăng trưởng mạnh nên nó lên tới 67%. Chứ thật ra khi so với con số của những hãng khác thì đây không hề lớn một chút nào. Nguyên nhân thứ hai là cách Xiaomi tự gọi mình là một công ty Internet. Nhưng mà nguồn thu của hãng này lại tới từ 70% là điện thoại. Nên các nhà đầu tư đặt câu hỏi lớn về chuyện nếu tự gọi mình là một công ty Internet, tức là nguồn thu chính phải đến từ Internet, vậy 75% nguồn thu từ điện thoại là gì? Do vậy nên mức độ tin tưởng và tin cậy của nhà đầu tư cho Xiaomi cũng đã giảm đi một phần. Đồng thời với đó, cách đây khoảng 2 tháng, CEO của Xiaomi, ông Liu Quân, có một phát ngôn như thế này: Xiaomi chỉ nhận 5% lợi nhuận từ một sản phẩm phần cứng được bán ra, phần còn lại nếu vượt qua thì sẽ được trả lại người dùng. Cái phát ngôn này thì gây sốt và nhận được cơn mưa lời khen đến từ cộng đồng Mi fan. Tuy nhiên với các nhà đầu tư lại khác, họ luôn quan trọng nhất là lợi nhuận. Chỉ 5% lợi nhuận trên một chiếc điện thoại được bán ra là không đủ để một nhà đầu tư. Luôn quan trọng tiền là quan trọng nhất để đầu tư vào Xiaomi. Do vậy nên càng sát ngày lên sàn thì Xiaomi lại càng gặp nhiều vấn đề. Và cuối cùng khi ngày lên sàn, Xiaomi đã bị giảm đi một nửa giá trị từ 100 tỷ đô la ban đầu. Con số định giá chỉ về 56 tỷ và con số thu hồi được trong ngày đầu tiên, gọi vốn được cũng chỉ có 4,6 tỷ đô la, giảm đi một nửa so với toàn bộ kỳ vọng của thị trường cũng như Xiaomi. Và những ngày sau đó, cho tới tận ngày hôm nay thì cổ phiếu của Xiaomi cũng không có dấu hiệu gì của chuyện hồi phục, vẫn liên tục giảm nhẹ, giảm mạnh theo từng ngày, từ ngày IPO tới nay. Và tổng hợp tất cả lại thì các nhà đầu tư, thị trường gọi đây là đợt IPO thảm họa của Xiaomi. Tuy nhiên nó thảm họa bởi vì những kỳ vọng được đặt ra cho Xiaomi là rất lớn, thực tế không đáp ứng được điều đó nên nó bị gọi là thảm họa. Chứ nếu mà so sánh với một công ty mới chỉ được xuất hiện 8 năm trên thị trường và đồng thời là một công ty vô cùng non trẻ với bề dày sản xuất của mình thì đây là một đợt lên sàn vô cùng thành công. Dù thất bại nhưng mà giá trị vốn hóa của Xiaomi vẫn lớn hơn rất nhiều công ty khác ở thị trường, vượt qua cả nhiều ông lớn ví dụ như LG. Và trong nhiều quý tới, nếu mà hoạt động kinh doanh hiệu quả thì cổ phiếu của Xiaomi cùng với đó là giá trị vốn hóa sẽ tăng lên là chuyện đương nhiên. Bên trên là toàn bộ thông tin và chuỗi sự kiện diễn ra về đợt IPO của Xiaomi bị gọi là thảm họa. Những thông tin về Xiaomi cùng với nhiều thông tin về những thương hiệu khác
cập nhật thị trường liên tục sẽ được xuất hiện trên XT Mobile trong nhiều video lần sau. Các bạn đừng quên like, share, subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào đến từ bọn mình. Đồng thời thì rất nhiều sản phẩm Xiaomi đã được giảm giá tại XT Mobile, đường link mình để bên dưới. Các bạn đừng quên click vào để tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.